Xin chào quý khách hàng đã đến với kênh YouTube của Bếp Xanh. Bếp tủ đôi Hubler 536-61645 là sản phẩm được rất là nhiều khách hàng lựa chọn và sử dụng cho gia đình mình. Tuy nhiên thì không phải quý khách hàng nào cũng biết cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hiệu quả. Trong video ngày hôm nay, chia sẻ hướng dẫn quý khách hàng cách sử dụng chi tiết của chiếc bếp tủ đôi này. Chúng ta cùng theo dõi và thực hiện nhé. Ngay bên dưới ở hai vùng nấu là hệ thống bảng điều khiển bằng cảm ứng kết hợp với màn hình hiển thị rất là trực quan để chúng ta có thể dễ dàng thao tác và quan sát được cái thông số mà chúng ta đã chọn ở trên bếp ha. Thì ngoài cùng chúng ta sẽ có nút nguồn để quý khách hàng bật tắt bếp nè. Rồi ở giữa thì chúng ta sẽ có một cái thanh chuột slide để quý khách hàng tăng giảm mức công suất của bếp. Ở trên đây chúng ta sẽ có hai số ha, để quý khách hàng có thể là chọn cái vùng nấu mà mình còn nấu nè. Rồi chúng ta có thể là điều chỉnh mức công suất rất là tiện lợi. Ở ngoài cùng bên đây thì chúng ta sẽ có phím chữ B, có nghĩa là chúng ta sẽ bật mức công suất là booster cho vùng nấu đó để đạt mức công suất là cao nhất. Và khi mà không có nồi nấu ở trên bếp thì trên bếp sẽ ký hiệu chữ U có gạch ngang như thế này là cảnh báo không có nồi ha, và bếp sẽ không có gia nhiệt. Và ngoài cùng thì chúng ta sẽ có thêm một cái nút khóa thì khách hàng có thể là khóa bảng điều khiển để chúng ta lau chùi bếp mà không có bị ảnh hưởng đến cái bảng điều khiển, hoặc là ngăn cho em sử dụng bếp rất là tiện lợi. Bên cạnh đó thì ở ngay phía trên cùng ở đây chúng ta sẽ có thêm một cái phút là hẹn giờ nữa. Quý khách hàng có thể là cài đặt hẹn giờ lên đến là 99 phút. Để bắt đầu nấu ăn trên bếp thì đầu tiên quý khách hàng sẽ đặt nồi nấu ở trên vùng nấu mà mình cần nấu trước. Sau đó chúng ta sẽ bật nút nguồn để bật bếp ha. Sau đó chúng ta sẽ chọn vùng nấu, ví dụ như là đang sử dụng vùng nấu ở bên trái thì Chi sẽ chọn vùng nấu ở bên trái nè. Rồi sau đó Chi sẽ dùng thanh chuột slide để có thể là gia tăng mức công suất ha, hoặc là quý khách hàng có thể dùng các cái phím này để chúng ta tăng giảm nhanh mức công suất ha. Thì ở đây mỗi vùng nấu sẽ có 9 mức công suất để chúng ta có thể là tùy chọn. Hoặc quý khách hàng nào mà muốn tiết kiệm thời gian, muốn đẩy mức công suất lên cao nhất thì chúng ta có thể chọn chữ B ở đây. Để bếp sẽ gia tăng được cái nhiệt năng và chúng ta có thể là tiết kiệm được cái thời gian nấu ăn hơn. Ngoài ra thì trên bếp sẽ có thêm một cái tính năng rất là hữu ích nữa, đó là hẹn giờ cho từng vùng nấu ha. Để tiến hành hẹn giờ cho từng vùng nấu thì đầu tiên quý khách hàng chúng ta sẽ chọn mức công suất nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái nút CL ở trên đây. Rồi chúng ta sẽ chọn cái thời gian ha, thì tối đa chúng ta có thể thiết lập là lên đến là 99 phút. Sau khi hết thời gian cài đặt thì bếp sẽ tự động tắt rất là tiện lợi. Trong quá trình nấu ăn, quý khách hàng cũng có thể là khóa bảng điều khiển để chúng ta có thể là lau chùi bếp mà không có ảnh hưởng đến cái bảng điều khiển ha. Quý khách hàng sẽ ấn và giữ cái nút khóa bên đây. Khi mà có xuất hiện chấm đỏ như thế này là bảng điều khiển đã bị khóa và chúng ta có không thể sử dụng được nữa. Để mở khóa thì quý khách hàng sẽ ấn và giữ lại tầm 3 giây. Thì khi nào mất cái nút đỏ trên đây thì chúng ta đã có thể sử dụng bếp lại được như bình thường. Trong quá trình nấu ăn, khi mà có hiện tượng nước tràn ra khỏi mặt bếp và chạm vào bảng điều khiển như thế này thì bếp cũng sẽ có những ký hiệu cảnh báo và tự động tắt để giúp chúng ta có thể đảm bảo tránh được các rủi ro an toàn về điện trong quá trình sử dụng. Sau khi nấu ăn xong, trên cạnh bếp sẽ có thêm những ký hiệu cảnh báo chúng ta với chữ H như thế này, có nghĩa là hot là cảnh báo vùng nấu đang còn nóng và chúng ta có thể là hạn chế chạm tay vào địa lý lau chùi bếp sau khi nấu ăn. Thì quý khách hàng nên đợi cái chữ H này tắt đi, chúng ta hãy vệ sinh bếp để có thể là đảm bảo an toàn hơn. Vừa rồi Chi đã hướng dẫn cách sử dụng cũng như là các tính năng trên bếp tủ đôi Hubler 536-61645. Hy vọng với những thông tin chia sẻ như trên, quý khách hàng sẽ biết cách sử dụng sản phẩm một cách an toàn và hiệu quả hơn. Mọi thắc mắc về cách sử dụng máy cũng như là cần tư vấn thêm về các sản phẩm thiết bị nhà bếp, phụ kiện nhà bếp, quý khách hàng có thể để lại một comment ở bên dưới hoặc gọi hotline 1800 675 để được nhân viên của Bếp Xanh giải đáp chi tiết hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video lần sau.